Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Thân, thời điểm này dường như cát khí đang vây quanh nên con giáp này có được nhiều niềm vui bất ngờ. Nhân duyên chẳng cầu mà tự tới, bản mệnh cảm thấy mình là người thực sự hạnh phúc. Còn các con giáp khác sẽ đón tuần mới ra sao? Cùng Lịch Ngày Tốt xem ngay sau đây nhé! Tử vi tuần mới tuổi Tý. Trong tuần từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 năm 2019, người tuổi Tý hung cát đan xen, vận trình có những biến chuyển khó lường. Âm sát hung tinh có thể tác động xấu đến tâm trạng của con giáp này, khiến cho bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm. Đường tình duyên chắc chờ, bản mệnh vì nhiều lý do mà bỏ qua cơ hội hạnh phúc của mình. Lứa đôi bên nhau nhưng lại chẳng thể đi đến được bước cuối cùng. Nhiều điều tiếc nuối khiến bạn không khỏi đau lòng. Bản mệnh lao đầu vào công việc, nhờ thế mà giành được không ít thành công. Ấn quan kết hợp, con giáp này được cấp trên ưu ái và hỗ trợ, tạo điều kiện để thể hiện năng lực của mình, không bị khuất lấp dưới hàng loạt nhân tài. Về tiền bạc, tuổi Tý có thể sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền vào cuối tuần này, khi mà có cả chính tài và thiên tài cùng giúp sức. Hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tình cảm bất ổn. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, thành công trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, cuối tuần kiếm bộ tiền. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cần kiểm tra tình trạng mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, có nhiều điều không thực sự may mắn. Tử vi tuần mới tuổi Sửu. Xem tử vi phương Đông, tuổi Sửu trong tuần này sẽ có thể gặp được nhiều chuyện không mong muốn. Hung vận lớn lấn át cát vận, bạch hổ hung tinh không ngừng rình rập, đe dọa nên làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo mang họa vào thân. Con giáp này khó lòng đạt được mục tiêu của mình trong công việc khi cố chấp không chịu thay đổi. Tỷ kiên cho thấy bản mệnh vẫn còn đang cho mình là cái rốn của vũ trụ, không chịu nghe lời khuyên bảo của người khác. Còn trong chuyện tình cảm, bạn lại do dự và thiếu quyết đoán, không dám nói lên tình cảm của mình với đối phương. Có những cơ hội chỉ đến một lần rồi thôi, tình yêu không nói ra thường sẽ chỉ mang lại nước mắt mà thôi. Có lẽ tài vận là thứ duy nhất mà lại ánh sáng hy vọng cho người tuổi Sửu trong tuần này. Bản mệnh sẽ cần phải tập trung hết sức mình để có thể nắm giữ được thời cơ kiếm tiền, nhất là các bạn làm ăn kinh doanh. Nếu không thực thần sẽ bỏ bạn mà đi, thay vào đó là kiếp tài, chỉ hao tốn tài của. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tình cảm tổn hao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, cố chấp quá mức. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, cần quyết đoán hơn. Tử vi tuần mới tuổi Dần. Người tuổi Dần tuần này có lẽ sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong cuộc sống. Tài lộc chẳng có là bao, lại bị kiếp tài ngáng trở nên khó lòng xoay chuyển số mệnh. Tiền kiếm được không nhiều mà lại có không ít khoản cần phải chi tiêu. Con giáp này còn đang bối rối trong việc định hướng công việc của mình. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại thì tuổi Dần vẫn đang hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, nhưng bạn có thể sẽ bị lung lay bởi những tác động tiêu cực từ phía tiểu nhân thiên quan mang tới. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà lo lắng thái quá. Ai cũng có những lúc không được vững lòng. Cũng may là giải thần các tinh luôn ở bên hỗ trợ nên bản mệnh sẽ dần lấy lại được thăng bằng. Biết đâu là điều mình mong muốn. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải làm rõ mọi chuyện. Đừng để những mâu thuẫn càng ngày càng lớn chỉ vì bạn trốn tránh, để mặc đối phương giải quyết những rắc rối còn lại sau này. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, tiểu nhân đánh lạc hướng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cần vững lòng vững chí. Tử vi tuần mới tuổi Mão. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuổi Mão trong tuần này có thể sẽ đạt được những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh được hữu bật cát tình độ mệnh nên bước đường phía trước càng ngày càng hanh thông. Con giáp này đang đi đúng đường đúng hướng, vì thế đừng lo ngại chần chừ nhiều nữa. Trinh ấn báo hiệu những cơ may thăng tiến đang đến rất gần rồi. Những chú mèo nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để thực hiện mục tiêu của mình. Còn về đường tài lộc, bản mệnh chưa thực sự may mắn cho lắm khi có tiền về tay rồi nhưng cũng chẳng thể giữ được. Tài khí tiêu tan, kiếp tài cho thấy con giáp này còn quá ngây thơ khi cho rằng ai cũng sẽ đối tốt với mình.
Xét về đường tình duyên, tuổi Mão hãy cứ làm theo những điều trái tim mình mách bảo. Có thể sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng cứ bình tĩnh mà xử lý, cuộc đời cho ta những thử thách để có thể nhận được những món quà lớn hơn, như thế rất nhiều. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, tình duyên cần phải nắm giữ. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, tài lộc đầu tuần khá dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cẩn thận gặp họa mất tiền. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tin người thái quá. Tử vi tuần mới tuổi Thìn. Với người tuổi Thìn, tuần 39 này là thời điểm mà bản mệnh có thể sẽ gặp phải những tai họa từ trên trời rơi xuống do bị thiên hình đè nén. Sự nóng nảy bốc đồng có thể khiến cho bạn gặp họa thiệt thân nếu không biết cách giải tỏa căng thẳng cho mình. Chuyện tình cảm không có ý do có quá nhiều khoảng cách giữa hai người. Tình yêu không đủ lớn cũng giống như con thuyền quá bé nhỏ nên không thể vượt qua được bão giông mà cập bến an toàn được. Công việc trong tuần không được ổn định cho lắm. Đầu tuần có chính quan nên mọi sự sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Bản mệnh đừng quá căng thẳng mà hãy tận dụng cơ hội này thật tốt. Từ giữa tuần, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn do bản mệnh thiếu tập trung vào công việc. Tài lộc thời điểm này khá vượng. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy thu nhập của con giáp này đang gia tăng đáng kể. Bạn cần phải tận dụng thời cơ sẵn có, đừng để mình mất tập trung mà tiền bạc trôi đi theo từng ngày, từng giờ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, tài lộc dư dôi. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, cần biết cách nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tình yêu chưa đủ lớn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, công việc nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, cần vững bước tiến tới. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ tuần mới này không cần đến ông mai bà mối nào cả, cũng có thể tự tìm được tình duyên cho mình. Đào hoa đang vượng nên bản mệnh sẽ có được những mối nhân duyên cực đẹp, có người xứng đôi vừa lứa đến bên mình. Người có đôi tình cảm càng ngày càng thăng hoa, những hiểu lầm trước đó được tháo gỡ, trải qua sóng gió thì tình cảm càng được chứng minh vững chắc. Hãy nắm chặt tay nhau dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Công việc tuần này có nhiều bước thăng trầm, đầu tuần mọi sự khá khó khăn, ngũ quỷ hung tinh hoành hành khiến cho bản mệnh khó có thể thực hiện được kế hoạch của mình, rất dễ bị tiểu nhân nững tay trên thành quả mà con giáp này khó khăn lắm mới có được. Đầu tuần lại là thời điểm mà tài lộc vượng, thực thần soi bóng nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân giúp đỡ mình, hãy tận dụng cơ hội hiếm có đó nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nhân duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, đầu tuần dễ kiếm tiền. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, công việc bất ổn. Tử vi tuần mới của người tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ tuần này có thái âm trợ mệnh, công việc phần nào suôn sẻ hơn khi được quý nhân là nữ mệnh giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa thực sự tốt lành trong khoảng đầu tuần, bạn dễ đánh mất sự tự tin của mình. Khó khăn là vậy, nhưng nếu biết cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Những chú ngựa đừng vội nản lòng, càng về cuối tuần thì công việc sẽ càng trôi chảy, suôn sẻ hơn. Bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình nếu vững tâm bước tiếp. Thái âm còn trợ sức cho con giáp này dễ dàng tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh hãy mở lòng mình để đón nhận tình cảm được gửi trao. Thời gian này bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Đừng để cơ hội tuột qua tay. Tài lộc tuần này chủ yếu vượng vào khoảng đầu tuần. Từ giữa tuần trở đi kiếp tài ngáng trở nên khiến cho việc làm ăn kinh doanh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bản mệnh chưa chắc đã thực hiện được những kế hoạch làm ăn của mình như mong muốn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đầu tuần cố gắng kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, công việc suôn sẻ như ý. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, cần giữ vững lập trường. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đừng để mình phải hối hận. Tử vi tuần mới tuổi Mùi. Xem tử vi hàng tuần, tuổi Mùi thời điểm này dễ chịu nhiều tổn thương về tình cảm. Các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng từ những việc nhỏ nhặt. Sự nghi ngờ len lỏi vào giữa mối quan hệ của hai người. Trong khi đó, người độc thân lại cảm thấy chán nản và thất vọng với chính bản thân mình. Thiên nguyệt hung tinh gây ra những tác động tiêu cực khiến bạn chỉ suy nghĩ về những điều bi quan chứ chẳng nhìn về tương lai tươi sáng phía trước. Trong tuần này, tài vận khá sáng, từ
Từ đầu tuần đã có chính tài trợ mệnh nên làm gì cũng suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, cuối tuần dễ tiêu pha hoang phí, con giáp này nên lên kế hoạch chi tiêu cụ thể để tránh tiền bạc thất thoát. Công việc của tuổi Mùi trong thời điểm này đang gặp nhiều khó khăn, phần nhiều do chính con giáp này gây ra. Thương quan quá ảo tưởng về năng lực của bản thân nên chỉ khi đánh mất cơ hội thể hiện mình, bạn mới sực tỉnh mà trở về mặt đất. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim cần nỗ lực nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa dễ dẫn đến bất đồng. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ đừng cho mình tài giỏi. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc có được điểm báo tốt. Tử vi tuần mới tuổi Thân. Theo dõi tử vi tuần mới của tuổi Thân, thời điểm này dường như cát khí đang vây quanh nên con giáp này được nhiều niềm vui bất ngờ. Nhân duyên chẳng cầu mà tự tới, bản mệnh cảm thấy mình là người thực sự hạnh phúc. Thiên diêu cát tinh cho thấy đào hoa đang vây quanh, những chú khỉ chẳng cần phải đi tìm kiếm đâu xa mà sẽ nhận ra được tình yêu của đời mình đang ở rất gần mà thôi. Bạn hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Tài lộc trong tuần cực vượng, thực cần giúp cho bản mệnh kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình. Yếu tố may mắn tạo cho con giáp này có cơ hội để phát tài phát lộc, không phải lo lắng khi kinh doanh buôn bán hay đầu tư tiền bạc. Công việc khi tốt khi xấu, chính ấn mang tới cho tuổi Thân động lực để không ngừng tiến bước. Bản mệnh phải chịu đựng khá nhiều sức ép, cần tìm cách để giải tỏa áp lực cho mình thì mới có thể phát huy được hết năng lực sẵn có. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa có thêm động lực. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc hạnh phúc cần tự tay nắm giữ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim đừng để mình đau buồn. Tử vi tuổi Dậu. Với người tuổi Dậu, có lẽ tuần 39 này là lúc mà bản mệnh cảm thấy sự thôi thúc về tình cảm, nhân duyên có được chẳng mấy dễ dàng, bạn mong muốn có thể cùng người ấy đi tới điểm cuối cùng, hạnh phúc như ý. Người độc thân nên thử cho mình cũng như cho đối phương một cơ hội. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả mọi câu hỏi bạn muốn biết. Đừng ép bản thân phải sống trong bất cứ khuôn mẫu nào cả. Chính bạn là người tạo nên cuộc sống của mình. Công việc tuần này không được thuận lợi cho lắm. Tiểu nhân không ngừng quấy phá, con giáp này lại không vững vàng về tư tưởng. Lập trường nên có thể sẽ bị tiểu nhân dụ dỗ làm những chuyện sai trái, chặn đứng con đường tiến thân của mình. Thái tuế còn là điềm báo cho những chuyện không may. Hùng tình này thực sự là điều mà không ai mong muốn. Trong tuần chớ nên đi sớm về khuya hay tới những nơi hoang vắng, vạn sự dĩ hòa vi quý là hơn. Về tiền bạc thì tuổi Dậu tuần 39 này khá rủng rỉnh, chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Bản mệnh kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Chính tài cho thấy thu nhập từ công việc chính cũng không hề ít chút nào đâu. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy tài lộc ùn ùn tới. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa công danh thăng trầm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc đào hoa tới tấp. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim cần nắm bắt cơ hội. Tử vi tuần mới tuổi Tuất. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Tuất thời điểm này khó mà đạt được những điều mình mong muốn do hung vận đã cản trở những điều may mắn. Về chuyện tình duyên, những trận cãi cọ liên tục xảy ra giữa hai người. Cũng may có Bách Việt đào hoa ở bên trợ mệnh nên những mâu thuẫn không tới mức leo thang nhanh chóng. Dù tranh cãi nhưng chỉ đôi lúc dữ dội rồi lại làm lành. Tuy nhiên cũng đừng thấy thế mà hay, bạn có thể phải chịu tổn thương lớn đó. Bản mệnh trong tuần 39 này công việc không được ổn định cho lắm. Nếu có việc gì cần thực hiện thì nên tiến hành ngay vào đầu tuần khi mà vận trình công danh sự nghiệp còn ổn thỏa. Từ giữa tuần trở đi, thương quan sẽ tác động lên cảm xúc của con giáp này khiến cho mọi chuyện trở nên bùng bét. Còn về đường tài lộc của tuổi Tuất thì đây có lẽ là điểm sáng nhất trong tuần này của con giáp. Bản mệnh không chỉ thu nhập chính tăng tiến mà thu nhập phụ cũng không làm bạn thất vọng. Thực thần cho tài lộc đây nha! Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa đầu tuần kiếm tiền tốt. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ cuối tuần dễ mất tiền. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc mâu thuẫn tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim công việc bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy cần tập trung làm việc. Tử vi tuần mới tuổi Hợi. Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp, tuần 39 này tuổi Hợi lại giành được khá nhiều thành công trong công việc. Mặc dù bị thiên quan kéo theo tiểu nhân quấy phá, nhưng sức mạnh của tiểu nhân sao mạnh bằng sức mạnh của con giáp này được.
Tả phù gọi quý nhân đến hỗ trợ, được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên những chú heo nhanh chóng thoát khỏi được cạm bẫy của kẻ xấu xa mà càng tiến đến mục tiêu của mình. Bạn khiến cho mọi người ngạc nhiên vì những thành tích đáng nể mình đạt được. Riêng chuyện tình cảm thì lại chẳng được suôn sẻ thuận lợi như vậy. Con giáp này quá tập trung vào công việc nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Đây là sai lầm của tuổi Hợi khi mà không biết sắp xếp cuộc sống của mình được cân bằng hơn. Tiền bạc đầu tuần khá khó khăn, kiếp tài cho thấy bản mệnh tiêu nhiều kiếm được cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng đừng lo, bởi tới cuối tuần là tài lộc sẽ ùn đổ về nhà. Con giáp này biết cách để làm cho túi tiền của mình càng ngày càng dày lên nhanh chóng. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, cẩn thận đầu tuần mất tiền. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tình duyên không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, công danh vượng. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, đạt được thành công. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, có quý nhân trợ mệnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.